Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Ký ức của những người lính tham gia giải phóng Trường Sa, lá chắn sườn đông của Tổ quốc. Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thái Bình kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình luôn biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, nguyện quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, năng động sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, viết tiếp trang sử hào hùng của đất và người Thái Bình. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Đặng Thu Hằng, Tránh Thanh tra Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điều động đồng chí Trần Văn Thưởng, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Gia Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Trương Văn Cường, Phó Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều động đồng chí Phạm Xuân Hán, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính, Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban. Điều động đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương được giao giữ chức vụ quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Điều động đồng chí Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Điều động đồng chí Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc điều động bổ nhiệm cán bộ thời điểm này nhằm đảm bảo ba mục tiêu:
kiện toàn các chức danh khuyết thiếu của các ngành và địa phương theo quy định, phân công lại một cách hợp lý hơn bộ máy lãnh đạo của mỗi ngành, mỗi địa phương, bảo đảm sự liên tục và yêu cầu của công tác cán bộ hiện nay, đồng thời từng bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, tạo điều kiện cho Đảng bộ các huyện, thành phố hoàn thành nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ và kinh nghiệm công tác, khiêm tốn học hỏi, tiếp cận các công việc mới, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển đàn châu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo. Đến nay, có một số công ty đã về Thái Bình đặt vấn đề nghiên cứu để triển khai dự án chăn nuôi châu bò, triển khai dự án trồng cỏ, ngô biến đổi gen. Đã xây dựng trên 10 mô hình thí điểm sử dụng đệm lót sinh học xử lý môi trường trong chăn nuôi châu bò. Điển hình là các mô hình tại xã An Tràng, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện đề án và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu cần có giải pháp để đẩy nhanh việc triển khai đề án. Trong đó, bước đi đầu tiên là phải hình thành mô hình. Yêu cầu ban chỉ đạo thực hiện đề án các huyện phải họp ra soát đánh giá lại mô hình hiện có, ra soát quỹ đất để có thể đăng ký ở mức tối đa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, bổ sung vào quy hoạch về diện tích dành cho phát triển trang trại và diện tích trồng cỏ tương ứng, phát triển theo hai hướng, đó là mở rộng mô hình hiện có và phát triển mô hình mới. Tôi đề nghị là các đồng chí họp lại, các đồng chí xác định quyết tâm. Mỗi một huyện phải đăng ký lấy một vài cái mô hình đó. Cũ là cái gì, mới là cái gì. Thì các đồng chí cứ đăng ký lên. Chúng ta không nhất thiết phải đặt ban đầu là phải quy mô 50 hectare. Bây giờ cứ khoảng 2-30 hectare là được rồi. 2-30 hectare này nếu mà làm tốt, người nông dân có lợi, doanh nghiệp có lợi, nhà nước có lợi thì chắc chắn là phát triển được. Và chúng ta trong cái quá trình họp tuyên truyền thì chúng ta cũng khẳng định là không quay về cái mô hình nuôi châu bò truyền thống và không chấp nhận cái trang trại chăn nuôi mà gây ô nhiễm môi trường như Hồng Minh. Rồi, chúng ta khẳng định như thế, doanh nghiệp vào anh phải chịu trách nhiệm cái đó. Rồi, anh đầu tư mà anh chăn nuôi mà anh để ô nhiễm môi trường thì anh chỉ có đóng cửa thôi. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu tăng cường tuyên truyền về đề án và các cơ chế chính sách liên quan, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tham mưu thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh thông qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình, làm việc với các ngân hàng thương mại về mức cho vay thực hiện đề án, về xu hướng phát triển của đàn bò trong tỉnh Thái Bình, trên cơ sở khoa học thực tiễn, khảo sát nhu cầu, đưa ra khuyến cáo về các giai đoạn chăn nuôi, các loại giống châu bò, sao cho có hiệu quả cao. Làm sao mà các đồng chí phân tích giống bò, phân tích về cái quy trình của nó để trên cơ sở đó thì để chúng ta đưa ra các mô hình cho người dân lựa chọn, đúng không? Mô hình các đồng chí lựa chọn. Thế thì thông qua cái này thì chúng ta sẽ biết ngay là cái lợi nhuận nó tập trung ở cái giai đoạn nào. Thế và người ta muốn cái gì? Người nông dân hay là người chăn nuôi muốn cái gì? Và từ cái đó thì chúng ta mới quay trở về chính sách. Chính sách thế thì cái nào lãi thì cơ chế chính sách nó vừa phải thôi, đúng không? Thế còn cái nào mà nó khó nhất thì chúng ta sẽ một là tăng cường cơ chế chính sách, mà thứ hai nếu không thì bắt buộc là phải đi mua về, đúng không? Thì chúng ta xác định là như thế. Thế thì như vậy là thôi, thì nếu ban đầu nó khó khăn thì cái nào lãi nhất chúng ta cứ thế mà tập trung cho cái lãi đó. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu trong tháng 5 năm 2020 sẽ phải lựa chọn được mô hình có thể phát triển theo hướng chăn nuôi châu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời khuyến khích thành lập hội chăn nuôi châu bò tại tỉnh Thái Bình. Cũng trong chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco Thái Bình. Đến ngày 20 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã triển khai chi trả tiền và giải phóng mặt bằng được khoảng 190 ha đất nông nghiệp. Diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng gồm 1,41 ha đất nông nghiệp của 11 hộ gia đình xã An Ninh và 2,45 ha đất ở của 94 hộ dân thôn Lương Cầu, xã An Cầu. Dự kiến, ngay sau khi nhận mặt bằng, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco Thái Bình sẽ triển khai thi công. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất với phương án giải phóng mặt bằng của huyện Quỳnh Phụ sẽ kiểm đếm cưỡng chế đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại, ấn định 30 tháng 5 phải bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp dự án cho tập đoàn Thaco để làm hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất. Đối với đất ở và đất tái định cư phải chia thành hai giai đoạn, xây dựng phương án cụ thể cho từng giai đoạn để có giải pháp tháo gỡ.
yêu cầu tập đoàn Thaco sớm có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các bước xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 10 vào khu công nghiệp Thaco Thái Bình và ba tuyến đường kết nối từ khu công nghiệp này đến tuyến đường DH72, giao Sở Giao thông Vận tải làm việc với tập đoàn Thaco bổ sung hồ sơ xây dựng cảng nội địa. Ngoài ra sẽ thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết những khó khăn vướng mắc của dự án. Sáng nay, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng đại hội. Phường Trần Hưng Đạo nằm ở trung tâm thành phố Thái Bình, có địa bàn hành chính rộng. Nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị có ý nghĩa nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo đã đoàn kết thống nhất đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 tăng trên 2.100 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,08% một năm. Trong giai đoạn tới, phường Trần Hưng Đạo đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13% một năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 6% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,6%. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo đề ra 7 nhóm giải pháp, trong đó tăng cường quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, điều hành ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng nguyên tắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp vào hoạt động trên địa bàn. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà đạt 10,7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng một người một năm. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, dần hình thành đô thị văn minh, hiện đại và thông minh. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Hưng Hà biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu phấn đấu về kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới, tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ 16. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân năm 1975, trong khi cả nước đang dồn sức cho trận quyết chiến cuối cùng để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thì nhiều người lính mang trên mình nhiệm vụ quan trọng không kém, đó là giải phóng quần đảo Trường Sa, lá chắn sườn đông của Tổ quốc. Đã 45 năm trôi qua, nhưng chuyến ra khơi đặc biệt vào tháng 4 năm 1975 đối với cựu chiến binh Lại Minh Khiết, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, vẫn giữ nguyên những cảm xúc đặc biệt. Ông là một trong 39 chiến sĩ thuộc đơn vị đặc công nước, Trung đoàn 126 đặc công Hải quân, nhận nhiệm vụ tiến công và giải phóng đảo Song Tử Tây. Đây là trận đánh quan trọng, mở màn cho nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa. Sau 3 ngày hành quân trên biển, với phương châm hành động chiến lược, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, ông Khiết đã cùng đồng đội chia làm 3 mũi, bí mật đổ bộ lên đảo bằng 7 xuồng cao su vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975. Sau khi đánh nhau có 3 phút, chúng tôi đã giải phóng đảo Song Tử Tây đầu tiên. Cũng là đánh đảo là một thước đo để giải phóng các đảo sau. Là như thế rút kinh nghiệm để đánh. Cho nên là đấy là cái việc mà chúng tôi vinh dự là được đánh cái đảo đầu tiên. Sau khi giải phóng đảo Song Tử Tây, lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng lần lượt kéo lên ở các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa lớn để các thế hệ nối tiếp truyền thống giữ gìn mảnh đất quê hương. Được vinh dự là lên đảo giải phóng đảo Trường Sa và trong đó là trực tiếp là lên đánh đảo Sơn Ca để giải phóng Sơn Ca vào tháng 4 năm 1975 thuộc quần đảo Trường Sa để góp phần vào giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4, bảo vệ an toàn và toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, những câu chuyện, những ký ức một thời của những cựu chiến binh Tiền Hải cùng rẽ sóng giải phóng Trường Sa như ngọn lửa hồng tiếp tục để thế hệ sau tiếp nối bảo vệ Trường Sa.
Sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi và giải quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình. Với quan điểm không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, đại diện lãnh đạo các địa phương đã đánh giá và thống nhất cao nội dung của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi, đồng thời đã tích cực đóng góp bổ sung thêm một số vấn đề để hoàn thiện. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình đã gửi đến hội nghị một số khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tháo gỡ liên quan đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về thu hồi đất giải phóng mặt bằng, việc triển khai thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25 của Chính phủ, vấn đề tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, phải công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham nhũng tiêu cực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Giao trách nhiệm cho các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã và các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng điều kiện hỗ trợ và trình tự thủ tục theo quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí gần 350 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên khối giao thông vận tải, giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19. Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hãng vận tải đều tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 23 tháng 4. Tại thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị cũng chỉ hoạt động từ 10 đến 30% công suất hiện có. Còn trong khối công đoàn ngành giáo dục, hiện có 43 công đoàn cơ sở, trong đó đội ngũ giáo viên tại các trường tư thục chịu thiệt hại nhiều nhất. Do đó, Liên đoàn Lao động Thái Bình cùng các công đoàn ngành hỗ trợ trực tiếp cho gần 600 lao động của hai khối, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Và bây giờ là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ hôm nay 29 tháng 4 là ngày thứ 13 Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó 221 người đã được chữa khỏi trong tổng số 270 ca bệnh. Tuy nhiên hôm nay có thêm một ca dương tính sau khi khỏi bệnh. Như vậy cả nước đã có 9 ca được xác định dương tính trở lại. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện đang điều trị người bệnh COVID-19 cần thực hiện cách ly điều trị người có xét nghiệm dương tính trở lại sau khi ra viện như một ca bệnh COVID-19 mới. Còn tại Thái Bình, đang trong thời kỳ giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ, yếu tố dịch tễ từ các vùng có dịch vào địa bàn. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày hôm nay tiếp tục tăng, với trên 3,1 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, trên 218.000 người tử vong. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số người nhiễm cao nhất, chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm của toàn thế giới. Sau đây là công điện khẩn số 12 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, điện, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ tuần tra, tổ tự quản kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác vào địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của người dân, cộng đồng, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, nhất là các hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập trung đông người, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc trực tiếp, không chấp hành việc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo quy định. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc quản lý chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, kiểm soát triệt để người từ nơi khác, từ nước ngoài, đặc biệt người từ vùng dịch về địa phương, phải kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý theo quy định. 2. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành duy trì tổ chức tốt hoạt động tại các khu cách ly tập trung, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19,
bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu cách ly, khu điều trị, không để lây nhiễm chéo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 3. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, đầu cơ, lừa đảo, làm giả mặt hàng phòng chống dịch bệnh, hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 4. Ban chỉ đạo các cấp tổ chức phân công lực lượng trực, bảo đảm kiếp trực có lãnh đạo chủ trì chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề xảy ra nếu có và tổng hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn, hàng ngày gửi báo cáo về cơ quan thường trực, ban chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn được phân công. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hết công điện. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang gây xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội. Trước thực tế này, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần nghị quyết số 42 của Chính phủ ra đời được xem như phao cứu sinh với nhiều người. Sau đây, biên tập viên Thúy Quỳnh sẽ trình bày rõ hơn về chủ trương này. Xin mời Thúy Quỳnh. Vâng, thưa quý vị, quyết định số 15 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là cơ sở cho việc rà soát hỗ trợ hơn 20 triệu đối tượng theo nghị quyết 42. Đối với tỉnh Thái Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất với các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quyết định này. Cụ thể, 6 nhóm này gồm 1. Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. 2. Hộ kinh doanh. 3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. 5. Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. 6. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Với mỗi nhóm đều có những điều kiện cụ thể về thời gian tạm hoãn hợp đồng, tạm ngừng kinh doanh, mức thu nhập và một số điều kiện khác. Ước tính tại Thái Bình, kinh phí dự kiến hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương là 21,6 tỷ đồng, hộ kinh doanh hơn 14,8 tỷ đồng, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến 10,7 tỷ đồng. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm dự kiến 34,6 tỷ đồng. Cô giáo mầm non Ngô Thị Hương ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đã hơn 2 tháng nay phải nghỉ việc không lương. Thu nhập chẳng có, lại phải nuôi 2 con nhỏ khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Tôi cũng biết được gói 62.000 tỷ của Chính phủ triển khai và tôi cũng mong các cấp trên là tạo điều kiện và triển khai gói này để cho chị em chúng tôi bớt khó khăn. Đều là trụ cột chính trong gia đình, nên khi nghỉ dịch, những lao động tự do này cũng khó xoay sở cho cuộc sống. Giờ quay trở lại làm, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì với nhiều người. Có khi ngày chỉ được một cuốc hoặc có khi chẳng được cuốc nào, không có thu nhập. Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người đang rất khó cầm cự thêm. Hiệu quả từ gói hỗ trợ của Chính phủ trong bối cảnh này thì đã rõ. Song việc triển khai vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết kịp thời. Xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình có trên 1.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả đều đã có danh sách quản lý từ trước, nhưng với các trường hợp còn lại, việc ra soát, thống kê còn lúng túng. Chúng tôi cũng đề nghị là có cái văn bản hướng dẫn cụ thể, ví dụ như cái đối tượng hộ kinh doanh, thế rồi là cái đối tượng người lao động không có cái giao kết hợp đồng ấy, thì hiện nay là phải cần có cái hướng dẫn cụ thể để khi tổ chức thực hiện nó đồng bộ và thống nhất. Cũng triển khai rà soát từ sớm, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng có trên 600 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Địa phương cũng đã giao các tổ dân phố rà soát lao động tự do. Đối tượng mà lao động chấm dứt hợp đồng ấy, thì trong cái thời gian này thì theo cái hỗ trợ là có cái thu nhập bằng với lại mức chuẩn nghèo đa chiều là thì rất là khó, vì trong thời gian này họ thất nghiệp thì chưa xác định được, không xác định được cái mức thu nhập của nó như thế nào. Để gói hỗ trợ sớm đến tay người dân, khắc phục những vướng mắc khó khăn, tỉnh Thái Bình đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.
Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình với các sở ngành địa phương vào chiều ngày 27 tháng 4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã yêu cầu triển khai nhanh gọn, khẩn trương các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Chúng tôi hết sức lưu ý các đồng chí là có hai cái nhóm đối tượng chúng ta phải công khai, đó là cái hộ kinh doanh và người lao động không có giao kết hợp đồng, tức là cái người lao động tự do ở đô thị. Đấy, thì cái này như vậy là tập trung ở thành phố là nhiều đấy. Còn đấy thì hai cái đối tượng này là chúng ta sẽ phải lập danh sách và công khai danh sách, và sau cái thời gian công khai thì chúng ta mới trình duyệt cái danh sách đó để mà tổ chức hỗ trợ. Thế còn các cái đối tượng còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, với đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, các doanh nghiệp cần lập danh sách và gửi Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tiến hành rà soát. Nhóm đối tượng hộ kinh doanh thì giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp với lại đội thuế của chi cục thuế các huyện thành phố sẽ rà soát để xác định cái hộ kinh doanh mà có cái thu nhập dưới 100 triệu đồng, thế và có cái thời gian ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên thì sẽ được tính là một tháng để tiến hành xem xét để lập danh sách để xét duyệt hỗ trợ cho đối tượng này. Với đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng, người dân cần căn cứ vào chính sách của chính phủ để gửi đề nghị tới Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn. Từ đó, Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn sẽ cùng với thôn tổ dân phố tiến hành rà soát và hỗ trợ đối tượng kịp thời. Phòng chống dịch COVID-19 không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh Thái Bình đang triển khai một cách công tâm, đúng người, đúng đối tượng để tiền hỗ trợ của chính phủ đến đúng địa chỉ, phát huy tối đa tác dụng. Đến đây tôi cũng xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 trong những ngày qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại Thái Bình, trong thời gian cao điểm phòng chống dịch, ngành y tế cũng đã được trang bị một số thiết bị, máy móc, trong đó có máy xét nghiệm COVID-19. Vậy việc mua bán thiết bị máy móc này như thế nào? Hồ sơ, thủ tục và giá cả ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là hệ thống thiết bị xét nghiệm COVID-19 được Sở Y tế Thái Bình đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Gần một tháng nay, hệ thống đã giúp tỉnh Thái Bình chủ động trong công tác xét nghiệm, từ đó sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19. Khoảng gần một tháng thực hiện thì chúng tôi đã thực hiện được khoảng gần 2.000 mẫu xét nghiệm, trong đó thì có 2 trường hợp nghi ngờ và chúng tôi cũng đã gửi lên trên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và khẳng định thì 2 trường hợp đấy đều là dương tính. Thì có kết quả xét nghiệm sớm thì nó rất là tốt cho chúng tôi, tức là nó phục vụ cho chúng tôi việc phân loại bệnh nhân, thì chúng tôi mới lại sắp xếp được bệnh nhân. Đó là tính năng và hiệu quả của hệ thống thiết bị xét nghiệm này. Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm lại là giá thành của hệ thống. Đây là bản hợp đồng được thiết lập giữa Sở Y tế Thái Bình với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Tài Lộc. Tổng giá trị trúng thầu được duyệt sau thuế của thiết bị này là 6 tỷ 480 triệu đồng. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế chống dịch COVID-19 của Sở Y tế tỉnh Thái Bình căn cứ theo các quyết định về việc cấp kinh phí mua sắm, quyết định phê duyệt chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế trong một số bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm CDC Thái Bình và các bệnh viện đa khoa tuyến huyện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020. Mặc dù được tỉnh phê duyệt là hình thức chỉ định thầu, nhưng đối với Sở Y tế thì cũng rất là thận trọng trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Và chúng tôi cũng lựa chọn cái hình thức mua sắm là chỉ định thầu thông thường. Mặc dù là theo luật thì có thể được áp dụng cái hình thức là chỉ định thầu rút gọn trong cái thời điểm có cái dị dạng xảy ra. Và quá trình triển khai thực hiện tổ chức đấu thầu thì chúng tôi khẳng định rằng là thực hiện công khai, minh bạch, đúng các cái quy định của pháp luật hiện nay. Trong bối cảnh của dịch COVID-19, Sở Y tế Thái Bình đã có công văn gửi nhà thầu chung tay cùng ngành Y tế Thái Bình phòng chống dịch bệnh. Kết quả được nhà thầu chấp thuận và tiến hành đàm phán với nhà sản xuất thiết bị giảm giá hệ thống máy xét nghiệm trên tinh thần tương trợ. Theo đó, giá thiết bị này đã được điều chỉnh xuống 5,2 tỷ đồng, kèm theo 1.300 bộ xét nghiệm trị giá 600 triệu đồng.
Ngoài ra, còn quyền lợi bảo hành thêm 4 năm nữa. Có thể nói là hiện nay thì chúng tôi đầu tư một cái hệ thống xét nghiệm này. Đây là mình xác định cho cái hoạt động chuyên môn lâu dài của không những phục vụ cho cái hoạt động chuyên môn của trung tâm mà thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh. Và hiện nay thì cái hệ thống xét nghiệm này thì cũng đã đang được đầu tư và đang được sử dụng tại các cái bệnh viện đầu ngành ở trên cả nước. Thời điểm này, Thái Bình đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi không có ca nhiễm COVID-19 nào từ cộng đồng. Đó cũng là bởi những biện pháp phòng chống dịch bệnh đúng đắn và hiệu quả. Hy vọng với sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, Thái Bình sẽ cùng cả nước đẩy lùi được đại dịch COVID-19. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.